Đón bá luôn đi, chúc làm bá sao, chúc bá ngồi luôn đi, chúc bá ngồi đâu đó. Đang đang trong cái dự định là sẽ được cho bạn hai nhỏ đi xe buýt, và đặc biệt hôm nay thì là những ngày cuối năm của năm 2021 thì mình thấy là rất là may mắn, rất là vui vì một trong những cái